Nadek lần đầu hé lộ về giây phút cầu hôn Jaya và kế hoạch đám cưới. Nam tài tử Nadek Kuzmiya không giấu được hạnh phúc khi chia sẻ về màn cầu hôn bạn gái Jaya Urasia ở Ý. Đầu tháng 6 vừa qua, showbiz Thái rộn ràng đón tin vui nam thần hàng đầu làng điện ảnh Thái Lan, Nadek Kuzmiya đã cầu hôn thành công bạn gái, minh tinh xinh đẹp Jaya Urasia trong chuyến du lịch ở Ý. Mới đây nhất, Nadek bất ngờ xuất hiện trong một sự kiện và nhận được sự chú ý của công chúng khi lần đầu chia sẻ về màn cầu hôn lãng mạn này. Khi được phóng viên hỏi đã nói gì khi cầu hôn Jaya, Nadek không ngại cho biết bản thân khi đó rất hồi hộp nên không biết đã nói gì, tôi chuẩn bị trước những lời cần nói. Như đếm 1, 2, 3, 4 rồi quỳ xuống, lấy nhẫn ra. Nhưng khi thật sự đến thời khắc ấy, tôi cũng không biết bản thân nói gì cả, chỉ bảo là à thì, anh đã thưa chuyện với bố mẹ rồi nhé. Tất cả những lời tốt đẹp bỏ đi hết, nhưng tôi cũng rất vui khi bản thân nói những lời khác trong phim. Nó là đời thực, cảm giác này không giống như khi đóng phim, lúc nói anh yêu em, lấy anh nhé rồi quỳ xuống cầu hôn. Đáng chú ý, trong cuộc phỏng vấn ở sự kiện này, Nadek còn tiết lộ về việc chọn địa điểm để cầu hôn bạn gái. Nam diễn viên 9X cho biết bản thân đã chuẩn bị cho màn cầu hôn này từ rất lâu. Anh chọn Ý vì đây là địa điểm khá lãng mạn. Cô ấy rất hợp với nước Ý, bản thân tôi cũng muốn cầu hôn cô ấy ở đó. Thật ra, dù ở Thái hay ở một nhà hàng nào đó, nếu thật lòng yêu nhau và cảm thấy chọn đúng người thì cầu hôn ở đâu cũng được. Ngoài ra, khi chia sẻ về kế hoạch tổ chức hôn lễ với Jaya, Nadek cho biết cả hai đều bận rộn với công việc nên chưa bàn bạc kỹ đến chuyện này. Tuy nhiên, nếu có kế hoạch về hôn lễ, chắc chắn họ sẽ thông báo cho người hâm mộ. Nadek Kuzmiya sinh năm 1991, trong khi vị hôn thê Jaya Urasia sinh năm 1993. Cả hai đều những gương mặt trẻ quyền lực của làng giải trí xứ Chùa Vàng. Dù yêu nhau đã lâu nhưng phải đến đầu năm 2019, cặp đôi mới chính thức công khai mối quan hệ. Đến đầu tháng 6 năm nay, Nadek chính thức cầu hôn thành công Jaya. Người hâm mộ trên khắp châu Á đều vỡ òa hạnh phúc và không quên gửi những lời chúc tốt đẹp cho cặp đôi tiên đồng ngọc nữ nổi tiếng nhất nhì T-Beach. Nguồn: Khao Sốt.